Ông nào đến cũng bảo uống rượu nhá. Ông bảo chú không uống là chú khinh anh. Chú khinh anh. Thực tế em mẹ khinh anh từ lâu rồi. Thực tế là mình khinh. Ông nào mẹ thì ông không uống, bây giờ thằng lẽ không uống quá là khinh nó thật. Lại né lại phải uống. Lại phải né. Lại uống. Thế nhục. Lại say lòi kèn ra đấy. Về vợ con nó phục vụ khổ nó chứ sướng gì. Thế mà khổ. Nó có sung sướng thì cái trò uống rượu đấy, nhưng mà được cái là cái trò uống rượu nó rất hay, kiểu là có những câu gáy nhau, xong đầu ép nhau. Mà người Việt mình được cái là làm thì không thằng nào ép thằng nào. Đúng. À, thế làm ông nào cũng né. Ông nào cũng né. Nhưng mà vào mâm rượu là thằng nào cũng ép. Mẹ nó thế là chứ. Thằng kia ra tí cho uống say chết mẹ. Nó toàn lừa nhau kiểu thế. Ờ đấy. Mà làm nhé. Làm cái ông là toàn trốn về sớm. À, thế nhưng mà khi mà nhậu nhá, mà trốn về sớm là nó phạt. Mẹ nó phạt. Tổ sư nó toàn phạt. Ừ. Đến muộn nó phạt. Nó lại thế cơ. Vào ba ra bảy cái đéo gì đấy. Đi làm đến muộn trá phạt mẹ gì. Nhưng mà đến rượu, đến có bàn rượu vào muộn rồi nó bắt đầu phạt. Nó rót ba cốc ra. Tôi nhìn tôi đã muốn đi về. Vãi đái luôn. Mình có uống được đâu. Mà xin ra là 7 cốc. Nó còn thế đấy. Tôi không hiểu tại sao lại có cái văn vẫn tồn tại cái văn hóa đấy. À, xong là ông lại còn như này chứ. Uống nốt chén này. Uống nốt chén hứa này. Hứa nốt chén này. Khoảng mười mấy lần cái nốt đấy cũng chưa thể về được. Đúng cái kiểu mà đôi khi chỉ cần 4 ông nhá. 4 ông nhá. Uống nốt chén này. Đấy, uống nốt chén này. Lúc đầu là uống hết chai này. Cố gắng hết chai. Đúng không mẹ, mấy 4 cái ông khu tôi nhá. Mẹ uống mẹ vãi đái luôn. À, mới đầu 4 ông ngồi nhau. Xong làm chai cuốc lủi. Ông bảo là 4 thằng đeo ai uống chai. Lại làm chai nữa. Lại làm chai nữa. Xong rồi, 4 thằng mẹ có 2 chai. Nghe nó cứ lẻ chẵn thế nào. Phải uống lẻ. Làm chai thứ 3. Chai thứ 3 uống xong chai 3. 3-4 thằng mới có 3 chai. Mỗi thằng chai. Thêm 1 chai nữa. Xong uống bảo 4 thằng uống xong 4 chai. Ai uống chẵn. Uống số 4 nó sâu. Làm thêm 1 chai nữa chai nào. Năm chưa số chưa đẹp, năm thì sinh rồi nhưng mà phải lọc. Làm trai thứ 6. Làm trai thứ 6 xong rồi muộn mẹ rồi. Thì bây giờ tầm nay thì mẹ mới về nhà vợ nó chửi cho. Lại làm trai nữa, trai thứ 7. Uống xong trai thứ 7 say quắc luôn rồi. Bảo bây giờ về mẹ vợ nó không quên, nó đánh mẹ. Rồi tầm này không phải đếm nữa. Nhà mày có bao nhiêu rượu cứ mang ra đây. Thế là ông làm một chập. Sáng hôm sau chưa về, 4 ông vẫn ngồi đấy. Dân người ta đi tập thể dục, người ta úi dồi khớp, 2 bác, 4 bác dậy sớm thế. Vùng chửi nhạc lên. Mà bộ tao nó về đâu. Từ sáng giờ, từ đêm qua giờ chưa về. Chưa ngủ, bố nó lại mất dậy. Thế ba này bác dậy sớm thế. Mà say được cái gì? Toàn tai biến chết suốt. Mà say là còn đánh nhau. Đấy, xong bắt đầu ra đường là không có đường như là đường nhà ông ấy. Không phóng bạt mạng ấy. Mà theo thống kê của Bộ Y tế nhá. Đến mùng 5 Tết năm 2017, tức là tiết Đinh Dậu năm ngoái. Đó là các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận 4.500 người vào nhập viện do đánh nhau. Trong đó 34 đồng chí là tử vong. Cái ông chắc ông oánh giáp lá cà hay sao, 4.500 ông mà ông oánh nhau ca nước này. Ông không còn việc gì, nó uống rượu, chỉ uống rượu đánh nhau. Thôi thì người ta đánh nhau vậy cũng tốt. Nó để cho những cái thành phần mà nát rượu anh mở thì nó vợi vợi đi. Lẽ ra chốt vì ung thư với sỏi thận, hỏi thiếc ấy, thì chết luôn vì đánh nhau. Còn cho nó nhanh. Nó vô duyên.